Rồi, xin chào toàn thể các cô dì chú bác, các anh chị em xem YouTube ha, những người đam mê chim phu gáy, những người trong nước, những người ngoài nước nha. Hôm nay em lên chia sẻ cho quý anh chị ba con Malai ha, chim gáy gù nhiều nha, gáy gù cứng rồi nha, chim đã tách lồng ra cả 2 tháng lồng rồi nha, chim rất là đẹp nha. Thì ba con này là dây gút của nó là dây, nó đeo là dây số 07 nha. Con nào cũng dây 07 ha. Nhưng mà nó vì là nó 07 cho nên em mới ghi mỗi con là 123 nè ha. Đây 123 từ trái qua phải ha. Chim thì bao đẹp ha. Cái gù bao trống 100% ha. Bao gái bao gù ha, bao trống 100% ha. Chim thì bao đẹp ha. Em quay chi tiết cho mấy anh chị xem ha, giá công khai luôn, tí em sẽ nói trong video này nha, không giấu giếm gì đâu, đỡ mất thời gian của quý anh chị xem chim nha. Bự con đẹp nha, số 3, số 2. Số 2 ha. Chim rất là đẹp nha. Đây con số 1. Số 1 thì rất là bự con nha. Con số 1 là bự con nhất trong hai con nha. Quý anh chị xem, nếu thấy mình đam mê chim cô gái thì mua về trải nghiệm nha. Còn quý anh chị không mua thì xem video này xem cho vui nha. Mày mình đăng lên mấy con để chia sẻ nó lửa cho quý anh chị em đam mê chim cu gáy nha. Nếu quý anh chị mà thấy vừa ý thì bắt về nuôi trải nghiệm nha. Còn ba con cuối cùng nha quý anh chị ơi, chim thì bài bản nha. Con này thì thúc cù nè, hai con này thì bài nó kèm cũng khá dày nha, kèm dày nha. Đây chim mới chơi như kiểu quầy này ha. Mấy anh chị xem thì vừa ý thì bắt nha. Còn không vừa ý thì mấy anh chị xem cho vui xem chơi nha. Video có gì không phải thì mong quý anh chị cô bác anh chị em đam mê chim cảnh bỏ qua cho em những có những gì em nói không phải nha. Hôm nay em lên chia sẻ cho quý anh chị đam mê chim ba con Malai nha. Giọng thổ hết nha quý anh chị. Ba con đều thổ hết nha. Con số 1 là bự con nhất nè. Mình chia sẻ sơ thôi nha. Quý anh chị ai muốn bắt con nào bắt nha, chứ mình không có ép ai phải bắt con nào nha. Con này là con số 1 nha. Con này thì bự con nhất nè nha. Con này là quá sức bự luôn rồi, như con bồ câu luôn nha. Con này là số 1 nha. Ba con dây gút của nó đeo đều là ba con này là mã 07 hết nha. Ba con này là mã 07 hết cho nên là em mới ghi là 123 ha. Quý anh chị ai bắt con nào bắt nha. Chim thì gáy gù cứng hết rồi nha. Bao trống 100% nha. Đây. Bỏ ra luôn. Đó, cho nó gù một tầng nha. Nào cũng gái của nha, quý anh chị mua về chơi đánh tập mồi ha, tập gì tập nha, à là muốn chơi sao chơi nha. Chim này bắt trong AV ra nuôi khoảng được tháng, hơn tháng lòng rồi nha, đấu mạnh rồi nha. 1,5 triệu một con, bao xếp đây. Xin chào và một chút nữa mình sẽ chèn cái số điện thoại Zalo của mình trên màn hình nha. Quý anh chị xem thì ưng ý thì cứ nhắn tin Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho mình nha. Bao ship cho quý anh chị em nha.
gần xa nha. Nếu mà xe thuận tiện thì mình sẽ ship nha. Rồi xin chúc anh chị em ngày mới tốt lành và bình an nha.